Rồi, hiện giờ là Bảo Ngọc đi thăm vườn sầu riêng. Và cũng như hàng năm thôi, tới thời điểm này thì cây bắt đầu nó chuẩn bị nó ra bông. Đầu nó ra bông. Nó ra bông. Nó bắt đầu nó đã ra bông rồi đó ha. Xuất hiện bông rồi đó. Trong 10 ngày tới nó là bông nó ra đều. Thì kéo dài khoảng 60 ngày nó tổ trổ. Bông nó trổ vào khoảng gần Tết, hai mấy Tết, khoảng 25, 28 Tết vậy, là nó sẽ trổ. Và nó sẽ chín rơi vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Tốt quá. Bảo Ngọc là người miền Tây. Cái quê hương Bảo Ngọc ở là cái nơi khu vực đó là không có cây ăn trái. Bảo Ngọc lên Bình Phước từ năm 97 thì cũng trồng cà phê, trồng điều rồi qua nhiều giai đoạn chuyển đổi, thì đến năm 2012 là Bảo Ngọc mới trồng sầu riêng. Mà cái thời điểm Bảo Ngọc trồng sầu riêng thì cái thời điểm đó là mình cũng không có điều kiện kết nối internet nữa, điện thoại thông minh thì mình cũng đâu có biết đâu, cũng chả có tiền mà mua nữa. Thời đó cái điện thoại nó rất là có giá trị, thì mình cứ trồng theo cái bản năng mà làm nông nghiệp đó, chứ còn kinh nghiệm thì không có, tại vì cây sầu riêng nó rất là mới mẻ. Mình là người dân làm nông nghiệp thì mình cũng có cái bản năng làm nông nghiệp, mà cũng may mắn là mình chăm sóc nó cũng phù hợp với nó, thành ra cây nó phát triển rất là tốt. Cái giống sầu riêng V6 hồi 20, cái này là 23 nè, cái giờ đâu này là 23 thì mình mua giá 29.000 một cây, còn cây Thái 212 thì mình mua giá 35.000 một cây. Và cho tới khoảng 3 năm trở lại đây thì mình mới có điều kiện kết nối internet, cũng như có được cái điện thoại đó, thì mình cũng học hỏi, mình áp dụng. Và hiện nay là mình cũng có thu hoạch chính rồi, và cây mình là cây giai đoạn kinh doanh nữa. Mình muốn nhắn gửi với anh em làm nông nghiệp á, khi còn trẻ tuổi á, thì chúng ta cố gắng phấn đấu làm. Không phải riêng gì cây sầu riêng mà cây trồng bất cứ một loại cây trồng nào hay là con vật nuôi nào, mình phải chọn cái cây trồng và cái con vật nuôi đó nó phù hợp với cái thổ nhưỡng và điều kiện kinh tế với năng lực của mình, thì làm nó mới đạt cái hiệu quả và năng suất cao nhất. Bảo Ngọc năm nay Bảo Ngọc 39 tuổi nè. Tết này Bảo Ngọc được 39 tuổi, nhưng mà sầu riêng của Bảo Ngọc cũng được 9 năm. Nghĩa là từ năm 30 tuổi là Bảo Ngọc đã trồng sầu riêng. Còn Bảo Ngọc cũng có lời khuyên với một số anh chị cô bác hơi lớn tuổi á, là mình tuổi từ 55 trở đi á, thì mình cũng đừng có nên trồng sầu riêng nữa. Tại vì tuổi mình lớn rồi, chăm sóc cái giai đoạn khoảng 7-8 năm cho tới 10 năm tuổi này thì cái sức khỏe mình lúc đó là nó yếu rồi, già rồi. Mình không có năng lực để mình chăm sóc cái đâu. Cái sầu riêng này cực kỳ là khó thuê công nhân. Công lao động phổ thông thì hình như họ khó không bao giờ làm được đâu. Nó đòi hỏi cái kỹ thuật nhiều lắm. Nó còn cái công lao động mà gia đình nó thì gia đình bây giờ một hai đứa con ở lớn lên nó đâu có làm rẫy đâu. Thì nếu mà mình lớn tuổi quá thì mình có trồng nữa. Mình chọn cái trồng khác cho nó khỏe. Như Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc trồng hồi Bảo Ngọc còn nhỏ rồi. 30 tuổi Bảo Ngọc trồng rồi. Thì Bảo Ngọc tới 50 tuổi thì sầu riêng Bảo Ngọc được 25 tuổi rồi. Thì lúc đó cũng có hậu vệ nó học tập nó làm được rồi. Cái cây này mình trồng sau. Cây này là cây Thái. Như mong thon á, gốc nhớt. Gốc nhớt cái cây này mua Đắk Lắk. Gốc nhớt.
Vậy chứ bỏ đây cũng chắc sang năm có bông rồi đó. Nhưng thôi bỏ ống đi, chừng 2 năm nữa lấy trái nữa. Toàn bộ là bông ngọc lắp hệ thống tưới tự động hết á. Cái khâu chăm sóc sầu riêng thì nó rất là cực kỳ là quan trọng. Nó khó làm trong các loại cây trồng cây trái khác. Phân bón hay là thuốc bảo vệ thực vật thì cái đó thì bây giờ nó rất là dễ rồi. Ừ, anh em mình có thể lên sạc trên Google một tí xíu thôi nó ra hàng loạt. Muốn hỏi bệnh gì, xài thuốc gì đó đều có hết. Thấy không? Nhà sản xuất người ta đăng trên đó người ta bán đó, thậm chí là mấy cái bạn bên kỹ sư nông nghiệp rồi người ta cũng bán đầy trên đó tư vấn, thì cái đó là dễ rồi. Còn cái chính là cái công lao động, cái thời gian để mà chăm sóc. Mà nếu như cái người bận rộn mà không có thời gian mà thăm vườn thường xuyên đó, chăm sóc đó, thì cũng không nên trồng. Nếu mà bạn vắng vài ngày thôi, ít ngày thôi, 5 7 ngày mới đi rẫy một lần, thì cái vườn bạn nó sẽ không bao giờ đạt được, côn trùng nó cắn phá hư hại hết. Còn việc mà ra bông xong rồi nó rụng hàng loạt, trái non nó rụng hàng loạt nữa, thì chúng ta không phải điều khiển bằng nước, nó thẳng là điều khiển bằng nước tưới, nó cực kỳ quan trọng, cái chế độ tưới nước rất là quan trọng. Mà bây giờ không có thời gian đi sát với nó thì không gì làm được. Bên đây là đất của nhà anh em ruột. Cái vườn mình là ngày xưa mình trồng xen canh trong vườn điều chứ không phải trồng được cái mảnh đất mà đặc thù mà trồng trồng chuyên canh, trồng trống trải ra đâu. Mình trồng xen canh trong điều rồi mình phá bỏ từ từ, thành ra nó cũng không có điều cây lắm, nhưng mà tương đối là đạt. Nó mình chăm cho nó cố gắng mình chăm tập trung thì tương đối nó cũng đạt được 80%. Có sự hiện giờ cũng còn xen chuối, ít chuối luôn này. Hình như mỗi ngày ngày nào mình cũng ở làm ở vườn ở vườn vặt cả ngày, mà rảnh mình không lúc mà không có phải làm nhưng mình phải phải đi thăm vườn, đi sát cánh với nó. Nhưng mình đi mình phát hiện được cái chỗ đó nấm bệnh à, nên nhớ là thằng sầu riêng á, cây sầu riêng á là cái nấm Phytophthora là nó rất ưa cây sầu riêng, nó tấn công vào cái mùa mưa rất là nhiều. Cái cuối mùa đầu mùa mưa là nóng ẩm á, mùa khô thì nó yếu đi, nấm đó thì nắng lên là nó yếu đi. Thì mình chỉ cần đi mình thăm vườn mình phát hiện thì mình xử lý nó thì mình sẽ cứu được một cái cây rồi. Còn nếu mà mình không có thời gian thăm vườn thì nó sẽ chết. Nó chỉ cần ăn hết cái lớp da nó sẽ chết, hoặc là phá hủy bộ rễ cây cũng chết, hoặc là không có năng suất, hoặc là sượng trái thì coi như là thất thu. Đây là bé tứ. Thì sầu riêng nó có nhiều cách làm để mà ra bông ra trái, nhiều cách khác nhau lắm, dù áp dụng hóa học hay là áp dụng theo kiểu hữu cơ tự nhiên, nó nhiều lắm, nó nhiều cách làm lắm. Là chế độ dinh dưỡng như là phân là nước, ví dụ việc tưới nước cũng rất là quan trọng. Rồi mỗi một cái vùng đất khí hậu nó khác nhau, trên một mảnh đất nhà mình đó vậy chứ nó cũng khác nhau nữa, mỗi khu vực nó đều khác nhau chứ nó không có giống. Thành ra anh em mà có hỏi thì chia sẻ cái kinh nghiệm để làm thì tới cái khoảng đó là mình không thể chia sẻ được, nó không có cách để chia sẻ. Ví dụ như đất nhà mình cái khu đất kia nó khô hạn quá thì mình thí dụ mình tưới cung cấp lượng nước nhiều hơn, cái khu đất mà độ ẩm nó cao hơn, chất mùn nó cao hơn thì mình cung cấp nước nó ít lợn hơn cái vùng đất kia. Thành ra là cái khoảng đó mình không hướng dẫn được. Còn cơ bản là cái cây ra đọt thì chúng ta xịt rầy, vào cái thời gian nắng này trở đi thì nó sẽ có nhện đỏ xuất hiện, thì chúng ta xịt nhện đỏ vài lần trong một cái mùa nhện này là nó hết nhện nè. Ra bông có điệp sáp, tiếp tục xịt điệp sáp. Điệp sáp cực kỳ khó khăn,
nó đã có trái rồi, con riệp mà nó phát triển trên cái gai sầu riêng trong cái trái thì khó mà xịt được, nó làm cái trái ta đen teo nóng, có khi là bị nặng mà rụng, rồi tới cái trái mà trái 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 thu hoạch được nó sẽ làm hư cả cái nhân luôn. Khó làm lắm. Thành ra là anh em là nếu có làm thì chuyên sâu nó một chút, bỏ thời gian ra chuyên sâu với nó mới thành công được. Chứ nó không có đơn giản như những cây trồng rừng khác. Ví dụ như cây cao su hay là cây điều rồi thì nó quá là dễ. Cái này là sầu riêng ri sáu nè bà con, ri sáu ở dưới kia mình mới có thái. Còn nói về sầu riêng á, thì thật sự mà nếu sầu riêng chúng ta thu hoạch tự nhiên để ăn á, không có xử lý gì á, thật sự trái sầu riêng là nó không còn dư thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đâu. Tại vì tới khi nó già nó gần chín rồi, thời gian đó chúng ta đâu có xử lý thuốc gì nữa, đâu có sử dụng thuốc gì nữa đâu đó. Mà thuốc có thời gian cách ly cao điểm nhất là 21 ngày, nhưng mà thật sự hơn một tháng trời đó cũng không có xài thuốc, lúc đó là không còn xài thuốc gì nữa, chỉ có người ta cắt về người ta xử lý, người ta nhúng qua cái thuốc để xử lý làm chín trái cây thì người ta mới xài thôi. Còn mình thì mình sản xuất ra là mình đem ra thị trường mình bán luôn cái trái cây sạch của nhà mình thì bảo đảm là rất là an toàn. Đặc biệt làm sầu riêng với niềm đam mê và mình hiểu được cái cây trồng đó thì mới thành công được. Chứ còn như một số anh em bạn là tôi rất đam mê, tôi mê sầu riêng, tôi đam mê sầu riêng, nhưng mà họ không có một cái cảm giác gì với cái cây sầu riêng. Nó nôm na giống như bạn chạy một cái chiếc xe mà nó khô sên, khô dầu nhớt, hay là cái bánh xe hơi non, hay là cái bạc đạn nó rơ, khi bạn có cảm giác cái cây sầu riêng nó tương tự như vậy thì các bạn mới làm thành công được. Chứ không phải là đam mê mà mình chỉ nói cái lời nói là đam mê mà làm được. Cái đó chỉ là lời nói chứ mình chưa có cảm giác gì với nó. Thôi những gì mình chia sẻ là mong bà con mình nó cứ có hướng mà trồng sầu riêng á thì tập trung